Nhớ sáng mai mang qua sớm cho chị đấy. Hết cả hàng để bán rồi. Đây, hai mẹ con ăn chè đi. Vâng ạ. Ăn chè đi con, chè ngon lắm. Ở cái chỗ con vẫn thích đấy. Ôi, trông ngon thế. À mà, vợ chồng con đang dọn nhà, để chuẩn bị về nhà chồng ở đây. Hả? Anh ấy xin lỗi bố rồi ạ. Cái gì? Sao tự dưng lại vác xác về bên ấy làm gì? Này con ơi, thế mày chưa chán cái bà chị chồng với lại cái ông bố chồng suốt ngày soi mói à? Thế mà vẫn chưa tởn hả con? Cũng biết là như thế, nhưng mà con... Nhưng với nhị cái gì? Mẹ nói cho mà biết nhá. Con mẹ là cành vàng lá ngọc, chứ không phải là muốn đuổi đi thì đuổi, muốn kéo về là kéo đâu. Nghe lời mẹ, đừng có dại gì mà dẫn xác về bên ấy. Thằng Khánh nó thích về ấy, cứ để cho nó về một mình. Còn con ý, là ở đây với mẹ, nghe chưa? Ui giời, cái bà này, nói chuyện gì thì cũng phải có tình có lý một chút chứ. Đã làm dâu theo chồng thì phải ở nhà chồng. Cha mẹ đánh cửa trước thì con luồn cửa sau. Ở đâu ra cái thói hơi một tí là về kể lể với cha mẹ đẻ là thế nào? Cái ông này hay nhở. Ông thì biết cái gì? Con Linh nó mà về bên ấy á, thể nào cũng bị soi mói, vạch vòi các kiểu ấy. Bà đừng có lồi thổi nữa. Bà cứ gieo vào đầu nó mấy cái thứ vớ vẩn. Làm gì có cái chuyện về đây ở nào? Bà muốn hàng xóm người ta dị nghị nói ra nói vào à? Thôi thôi mẹ, con đành phải trở về nơi chốn cũ thôi. Thế thì cứ về bên ấy mà ở đi. Câu mà tôi báo trước nhá, có chuyện gì là phải thông báo cho tôi ngay đấy, nhớ chưa? Con biết rồi. Thế hôm nay chuẩn bị dọn nhà mà giờ này vẫn ngồi đây? Mà có mẹ chồng con lo rồi. Chồng con cũng ở nhà để phụ mẹ rồi. Đúng đấy con ạ. Con không việc gì phải ôm rơm cho nặng bụng, hiểu chưa? Con biết mà, con nghe lời mẹ dạy đấy. Đúng rồi. Đúng là con hư tại mẹ. Này. Hả? Ông vừa nói cái gì đấy? Thế tôi vừa nói cái gì? Đi lên gác lấy thêm ít đá vào đây. Thế có đập nhỏ không? Tùy, nhanh lên. Hôm nay cứng nhở? Mất cả ngon. Lâu lắm rồi cả nhà mới ăn cơm cùng nhau thế này nhỉ? Dạ. Con mời bố. Bố xin. Này. Công nhận ý, là dọn nhà nhàn thật đấy chồng ạ. Bởi vì ngay từ lúc đi, vợ toàn mang quần áo đi, cho nên bây giờ về vợ lại toàn mang quần áo về, cứ như là đi du lịch ấy chồng ạ. Đúng rồi, chỉ vợ du lịch thôi, còn chồng đây này, vạc đi vạc về, sắp chết đến nơi rồi đây này. Thế nên chồng mới phải học vợ, phải biết nhìn xa trông rộng. Làm ở ngân hàng như cô Linh hay phải tư vấn khách hàng, mà cứ tiện đâu nói đấy, trước sau rồi cũng có ngày khách nói thẳng vào mặt đi cô ạ. Duyên mà, mẹ thấy em nó đáng yêu lắm ý. Thấy chưa? Từ trước đến giờ em vẫn thế mà. Mọi người thích em bởi vì em thẳng tính, chứ không như một số người cứ im mỉm ý. Miệng nam mô, bụng một bồ rau găm. Ăn đi con, nhai cẩn thận, không hóc đấy con ạ. Vợ em nói là chuẩn không phải chỉnh. Nếu mà chỉnh một phát ý, là hỏng ngay. Vợ nhỉ? Chuẩn luôn. Thôi, cả nhà ăn cơm, mời cơm bố đi. Bố mẹ ăn cơm ạ. Ăn đi. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ. Cậu mời ăn cơm đi. Dạ. Vâng ạ. Vợ ăn đi này. Ăn đi. Rồi. Bà mua rau muống gì mà... Cái gì? Vừa to vừa dài này. Hả? Bà mua nhầm rau phun thuốc tăng trưởng à? Cái ông này. Ăn cái gì cũng chê hỏng chê eo. Này ăn đi con này. Ăn đi. Tôi nhắc nhở để lần sau bà đi mua rau mua dưa. Chồng gấp cho vợ nhé. Cẩn thận hơn. Già rồi còn sợ chết. Không ăn rau thì ăn thịt. Đây. Già thì mới sợ chết. Thế là đúng với quy luật chứ có cái gì đâu hả bà? À thôi, mẹ xin. Mẹ chốt mua rồi, các con chịu khó ăn đi nhé. Đấy, vâng. Đây, ăn đi, ăn đi con. Tranh thủ ăn đi. Đây, ăn miếng này ngon này.